Từ cái bờ từ từ đấy đi vô này. Để bao nhiêu lắm này. Để nó khuất gió đúng không? Ở dưới ao hồ này đúng. Cái mặt này đi. Này chỗ muốn nuôi gì nuôi. Nuôi cá rồi nuôi gì muốn nuôi. Hồ thì bao la. Tổng diện tích 4 hect. Trong số 3 hect bãi. Đường bê tông. Cái quốc lộ 28 nó rơi vào khoảng cỡ hơn 200 mét đó cô chú anh chị. Đất thì hiện tại là chủ nhà là trồng cà phê nhá. Cà phê điều. Cái da lợn. Đường bê tông hết cho cô chú anh chị. Là cái trường học xã Nam Nía là chợ Nam Nía đấy một cái số nhà xã Nam Nía nó gần xã Nam Nía trường học Nam Nía chợ Nam Nía là một cái số nhà cô chú anh chị. Bây giờ cái lô đất của mình ở đây là xinh này, nó xinh. Bên này là cà phê của mình nhé, cà phê này, cà phê điêu này, cà phê điêu và da lợn, cà phê điêu và da lợn nha cô chú anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Mình đang còn một cái sinh lợn đấy nè cô chú anh chị. Ở đây cái hồ của mình nhé, hồ lợn nhé. Một cái hồ lợn này là của mình hết nhé. Ở đây cà phê của mình hết này. Cà phê của mình hết luôn. Mình có cái hồ lợn đấy cô chú anh chị. Cách quốc lộ 28 gần 200 mét đó các chú anh chị ạ. 200 mét thôi. Đất của mình hiện tại bây giờ được chủ nhà họ múc cái nền nhà đấy cô chú anh chị này. Họ làm cái nền nhà đấy này. Đấy, ở bên này là cà phê của mình hết nhá. Ở bên này cà phê của mình hết luôn. Tổng diện tích là 4 hectare các cô chú anh chị. Trong số là 3 hect bãi. Hiện tại về chủ nhà đang đưa ra mức giá này là cái lô đất này là 1 tỷ 8 nha cô chú anh chị. 1 tỷ 8 nha. Chủ nhà đang đưa ra cái mức giá là 1 tỷ 8 nha cô chú anh chị. Đất thì hơi tiền. Khuất gió nha, đất tiền khuất gió. Ở trên này là cà phê của mình, chủ được trong mười mấy gần là 20 cây sầu riêng thải là cỏ thú rồi nha. Đấy. Đất ta tiền tiền khuất gió nha cô chú anh chị. Sổ sách đầy đủ cô chú anh chị, 4 hect mà trong số là 3 hect bãi. Giá hiện tại với chủ nhà đang kêu giá là 1 tỷ 8. Nhưng cô chú anh chị, là cách quốc lộ 28 nó rơi vào khoảng cỡ là 200 mét. Hiện tại với lô rầy này thì là ô tô vào tới rầy mà tiền đường bê tông.
của nhà nước đổ nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang tham khảo cái lô vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 nhé, để mình tìm hiểu và tham khảo cái lô vườn này nhé. Cũng như anh chị mà đang theo dõi cái kênh YouTube của em, xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nhé cô chú anh chị. Ao hồ đầy đủ hết cho cô chú anh chị. Tổng diện tích là 4 hect, 3 hect bãi cỏ số. Cái hồ này của mình luôn cô chú anh chị, hồ này của mình thôi. Cô chú anh chị mà đang theo dõi cái kênh YouTube của em, xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nhé. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong khoảng thời gian vừa qua đã theo dõi cái kênh YouTube của em và ủng hộ kênh của em. Em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ. Hồ này của mình luôn cô chú anh chị này.